kính chào quý thính giả, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay, ngày 6 tháng 11 năm 2023, xin gửi đến quý thính giả bài viết Tái cơ cấu đầu tư công để tránh giàn trải, kém hiệu quả bài viết được đăng trên báo điện tử chính phủ.vn. Thưa quý thính giả, sáng 6 tháng 11, Thưa quỹ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến kỳ họp thứ 4. Về các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng, thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, các giải pháp về công tác quy hoạch, đầu tư, tài chính, tiền tệ, tín dụng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác quy hoạch được đẩy mạnh, chất lượng được nâng lên, đã ban hành quy hoạch tổng thể quốc gia và nhiều quy hoạch ngành, lĩnh vực, tỉnh, phấn đấu hoàn thành phê duyệt các quy hoạch trong năm 2023. Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được tích cực triển khai, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân. Đầu tư công được cơ cấu lại theo hướng bảo đảm tập trung có trọng tâm, trọng điểm, không để dàn trải lãng phí, kém hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công được tăng cường, giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh, thu hút vốn FDI, ODA và vốn vay ưu đãi đạt được nhiều kết quả tích cực. Đã thành lập 5 tổ công tác và 26 đoàn công tác của chính phủ đi kiểm tra, đồng đốc giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắt, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ở các địa phương. Kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước được tăng cường, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nhất là đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số triệt để tiết kiệm chi thường xuyên kiểm soát chặt chẽ bộ chi nợ công nợ chính phủ nợ nước ngoài quốc gia trong giới hạn cho phép của quốc hội thực hành tiết kiệm chống lãng phí được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực chủ động xây dựng các kịch bản giải pháp điều hành giá phù hợp sát thực tiễn góp phần kiểm soát lạm phát thực hiện kịp thời hiệu quả nhiều chính sách miễn giảm gia hạn thuế phí tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chính sách tiền tệ được điều hành chủ động linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thị trường tiền tệ, ngoại hối, tỷ giá cơ bản ổn định. Từ đầu năm 2023 đã 4 lần giảm lãi suất điều hành với mức giảm 0,5 đến 2%, triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, 15.000 tỷ đồng cho lâm sản, thủy sản, tập trung vốn tín dụng cho các động lực tăng trưởng, lĩnh vực ưu tiên, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu được triển khai theo lộ trình, kế hoạch đặt ra, an toàn hệ thống được bảo đảm, khoanh nợ, cơ cấu lại, giữ nguyên nhóm nợ, gia hạn nợ cho người dân, doanh nghiệp đã ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, trong các lĩnh vực này vẫn còn những hạn chế, bất cập, Đúng như nhiều vị đại biểu quốc hội đã nêu, tiến độ hoàn thành các quy hoạch ngành, vùng, quy hoạch tỉnh còn chậm, giải ngân vốn đầu tư công. Triển khai chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vay trong gói 40.000 tỷ đồng của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, việc sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần quá các doanh nghiệp nhà nước còn chậm, tiếp cận tín dụng còn hạn chế, tăng trưởng tín dụng thấp, nợ xấu có xu hướng tăng. Việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém gặp nhiều khó khăn do phải đánh giá đúng giá trị tài sản đã qua nhiều thời kỳ, Đối với lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường, chính phủ, Thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo tập trung hoàn thiện, ban hành quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia và quy hoạch phát triển điện lực quốc gia quy hoạch điện 8 và đang tập trung hoàn thiện kế hoạch thực hiện, kịp thời triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện và an ninh năng lượng quốc gia, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về các đập, hồ chứa thủy điện phát triển mạnh thị trường trong nước gắn với mở rộng, đa dạng quá thị trường quốc tế, nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, đồng thời đẩy mạnh đàm phán, ký kết các FTA mới, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực, tham gia đầu tư vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, hiệu quả cao, kim ngạch xuất khẩu nông sản 10 tháng năm 2023 đạt 43,08 tỷ đô la Mỹ xuất siêu 9,3 tỷ đô la Mỹ, dự kiến cả năm 2023 đạt 43 triệu tấn lúa, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, các cân đối lớn và ổn định kinh tế vĩ mô. Kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định về đầu tư, quản lý và phát triển rừng. Quyết liệt triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ thẻ vàng IUU, kết quả được Quỹ ban châu Âu ghi nhận tích cực hơn. Kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, không để người dân thiếu đói, không có nơi ở đã hỗ trợ 4.000 tỷ đồng để xử lý các khu vực sạt lở nghiêm trọng, cấp bách vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chính phủ đã trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư 6 dự án giao thông trọng điểm quốc gia với tổng vốn đầu tư gần 400.000 tỷ đồng để nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục khởi công toàn bộ các dự án được Quốc hội thông qua, để mạnh giải ngân vốn đầu tư công các dự án giao thông, xây dựng quy chuẩn thiết kế đường bộ cao tốc từ năm 2021 đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 659 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài đưa vào khai thác là 1822 km phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành và vượt mục tiêu 3.000 km đường cao tốc theo nghị quyết Đại hội 13. Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về quản lý phát triển đô thị, xây dựng, quản lý nhà và thị trường bất động sản. Ra soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững. Về việc tích cực triển khai đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 tăng cường kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm về quy hoạch xây dựng quản lý vận hành nhà chung cư chính phủ thủ tướng chính phủ tập trung chỉ đạo tổng kết hoàn thiện trình quốc hội dự án luật đất đai sửa đổi đổi mới chính sách tài chính về đất đai và giá đất hiệu lực hiệu quả công tác quản lý sử dụng đất đai từng bước được nâng cao tình trạng chậm đưa đất đai vào sử dụng ở các địa phương đã có chuyển biến tích cực việc kiểm soát hoạt động khai thác sử dụng nước bảo đảm an ninh nguồn nước trong điều kiện biến đổi khí hậu được cải thiện đã ban hành quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 7 quy hoạch lưu vực sông. Quy hoạch không gian biển quốc gia là quy hoạch khó, nhạy cảm, đang được tập trung xây dựng, hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền để trình quốc hội xem xét, quyết định. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, nhất là kiểm soát môi trường, nước thải ở các khu công nghiệp, làng nghề, các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, xử lý ô nhiễm các lưu vực sông. Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt khoảng 96%, vượt chỉ tiêu quốc hội đề ra là 89%. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe bài viết Tái cơ cấu đầu tư công để tránh giàn trải, kém hiệu quả được đăng trên báo điện tử chính phủ.vn. Chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo tiếp theo. Thân mến chào tạm biệt.